Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục là sửa một cây mini các bạn. Cây này hiện nay nó đang cho hoa cho trái các bạn. Hoa trái rất là nhiều. Cắt hết mấy cái này đi. Chờ lại con không giải quyết được cái gì. Đó, giờ mình sẽ cây này thì uống đơn giản các bạn. Không có gì khó. Đó, này thì hiện nay nó cho trái rất là nhiều hoa trái. Này kẽm này á, lâu lâu cái mình mua chục ký, lâu mua chục ký ở ngoài ngoài kênh Trường Thảo các bạn, kênh Trường Thảo mà cái kênh nó theo mình nghĩ ở ngoài đâu ngoài Hải Dương vậy á. Đó là lâu mình mua lần chục kìa, mua người ta bao ship luôn, còn mua ít người ta không có bao ship, chục ký trở lên người ta bao ship. Tại vì mình làm cây thì mình mua lần nhiều, mua đắt nhắc nhắc mệt cũng vậy. Là ở đây á các bạn, nhiều chỗ nó bán kẽm kẽm giả các bạn. Kẽm này nó mình thấy nó không đạt. Đạt là gì? Nó cứng cũng như là kẽm xây dựng. Mấy cây giờ đó, hiện giờ nó có hoa hết các bạn, nó quay kỹ cho các bạn xem. Hôm nay mình làm clip hái trái với mình làm clip qua cái cây này thôi bạn. Cây này thì mình làm ngắn gọn thôi. Để theo chiều đó cho. Như cái này cũng được xong. Đó. Cái này nay nó trái dữ lắm các bạn, rồi hoa là trái. Mình cũng không dám rớ nó nhiều. Mình chỉ cắt cái tàn này luôn đi để nó kỳ quá. Bẻ cái nhánh này xuống luôn. Cái này vô bầu được cát không nặng lắm các bạn. Cái nào nó lao thì mình cắt mình bỏ. Bây giờ cũng có số đó. Cái này thì mình lấy ở Kỳ Co nha các bạn, Kỳ Co Eo Gió. Cái này có cuộc sống mưu sinh. Mình lấy thử một cây lá dài các bạn, cây này lá dài Kỳ Co. Thấy bứng mình mua một hai cây về mình trải nghiệm. Cây mình thấy có trái trải nghiệm, nhất là cây nào mà không trái không hoa là không xiên các bạn. Thì mình cho nó vào cái
Vũng Độn. Vũng Độn mình đây mình gọi là cái đống ung đó. Còn cái nào cho qua cho trái xuyên á thì mình tính khác, giống như các bạn, giống cây nha, chứ không phải cây nào như cây nấy nha các bạn. Đó, bạn nhớ kỹ là cây hải châu là do cái giống nha, giống cái chủng loại nó. Hải châu cây nào cũng có trái á, không phải cây mình nói cây không trái là không đúng, cây nào cũng có trái, nhưng mà trái xuyên hay không là cái giống đó. Rồi cái này tạm thời nó vậy các bạn. Để sơ sơ nó vậy thôi, giờ biết làm sao giờ. Mình cũng không rành gì về cái loại hải châu này nhiều. Mua thì cũng chọn lựa ở chỗ mua bán rồi giờ như thế nào, nó cái nào hạn chế cho qua cho bông, còn cái nào nó xuyên qua chuyên bông thì mình cứ tiến hành mua thế thôi. Còn cái loại mà bây giờ tôi nói thiệt, tôi mua một cái chỗ đó nha, nó không cho hôm qua mấy à, một lần một mà tôi mua, thí dụ mua lần 4 5 cây thì giờ nó không xuyên qua xuyên bông, giờ nó cho tôi không lấy được nó cho mua. Nói thật, nhiều người chào hàng tôi nói ở cây này ở đây ở đó, nhưng không, tiền mất tật mang mình bị rồi. Đây quay cho các bạn xem qua nè các bạn, mình thấy qua không, qua nè đó, qua nè các bạn đó, qua nè đều hết các bạn nè, qua nè đó, qua nè, qua thấy không đó. Đây nó chỗ nào nó cũng có hết trái nè, mấy trái này hái dục đi. Đây đó, thấy qua ra không, ra đều hết đó nè, đó ra nè, ngón tay mình trên đọt nè các bạn. Cái này hiện nay cho qua các bạn, nhưng mà so với dòng này á Vĩnh Lợi là nó không bằng nha các bạn, mình đây mình rất là nhiều đó, qua nè các bạn không trái nè. Thì hôm nay mình làm cái cây này đơn giản thôi, không có gì mà phải phức tạp. Ở trên xuống cho các bạn xem nè, đó cho các bạn xem đơn giản thôi, mình đổ bẻ đã bẻ nhiều nước rồi, cái mình lấy gì cũng lâu qua ra các bạn, đó ra rất là nhiều, quay kỹ cho các bạn xem nè, đó thấy chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi hái trái các bạn, mình sẽ đi hái trái đổ rồi ra. Đi hái trái cho các bạn xem ha. Để tạm thời giờ mình hái trái cây này trước đi. Cây này nó chín rồi các bạn. Đó, bật lên cho các bạn xem nè. Trái nè. Đó, mình hái trái cây này. Giờ gỡ ra thì lười biếng, để sao hái trời, cái thọt lòn lòn cái tay vô hái đó, gỡ ra sơ không lắc cột lại nữa, mệt đó, hái nè thấy không, hái trực tiếp luôn, quay phim luôn các bạn xem. Cây này trái dài nha các bạn, trái dài mà trái sai nữa đó, mình hái nè, bài là các bạn, bài là kêu rẹt 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 à, mình này hái này nó tự mình thấy bài là để cho mình mở ra nó bài là nó ăn trên cái tay mình luôn các bạn, nhưng mà dạt lắm, bài là nó bu lên đọt luôn. Cái này á, mình hái cho các bạn xem đó, mình hái này tại vì cái camera mình vừa hái vừa quay không được bạn, cái nào mình quay được thì mình quay, còn cái nào quay không được thì mình phải để camera đó rồi mình hái.
chín gì nó không có đều. Cây này nó có đặc thù vậy đó, chín không đều. Cái mùa này á các bạn, này mà cây ai trái chín vậy mình chịu chứ, có đâu. Còn vườn mình là sao nó xuyên ra thôi. Đó. Vậy là cho các bạn xem. Vậy là các bạn. Đó, xem nè. Chín nè. Thấy không? Đó, giờ mình hái nè. Hái nhưng mà không bị tay cầm camera, người ta dán cái này sẽ cực quá. Không được. Các bạn lớp nó ra nè. Đó, lớp nó ra, lớp nó vậy nè. Đó, lớp mới ra bông nè. Nó chỉ nó bay xẹt 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 xẹt. Để camera đây các bạn, mình hái giờ cầm camera hái không được, tao hái ra không được. Là cái ghế các bạn cao quá. Là mình thấy mình chỉ nó dở, mình dở ra là nó đứng ngoài nó la các bạn, ý là nó ngựa tưởng mình dở cho nó ăn á. Rồi tiếp tục hái cây đằng sau nữa các bạn. Đó, giờ ha. Cây này thì mình hái nhưng mà nó trái nó vẫn rất là nhiều. Để các bạn coi nè. Đó. Không. Trái đất còn rất là nhiều nè. Đó. Chùm chùm luôn nè. Đó, lớp mới ra, mới đầu trái mới ra bông nữa các bạn, ra bông nè. Nó là liên tục luôn. Cây vườn nhà mình là cây xuyên qua xuyên trái là nó vậy. Mà thấy không? Dở các bạn xem. Đó, chùm nè. Thấy không? Đó, chùm này nó chuẩn bị ra nè. Đó, đây chùm nó nè. Rồi, rồi sao mình thấy cây sao nữa các bạn? Nói cái vườn mình là năm ba bữa mình hái lần. Xử lý cái cây này các bạn. Đó. Cái cây này. Cây có trái để mình trinh cây này qua bên này. Mình để cam vô đó. Cây mình vừa mới trinh qua nè các bạn. Quay cho các bạn xem. Đây. Mới ra nè, các bạn thấy nó ra bông, bông nè, đó, bông nè các bạn, bông nè, đó, bông hàng hà luôn, đó, bông nè các bạn, bông rất là nhiều nè. Cái mới rồi rinh qua, đặng mình lấy cái đôn của mình để cái cam các bạn, đây, đây này, đó.
Giờ mình hái trái cây này nha các bạn. Đây mình quay cận cảnh cho, mở ra luôn cho các bạn xem nè. Mở ra. Này giờ mình hái đợt này mình bỏ luôn các bạn. Hái đợt này mình bỏ luôn, mình không hái nữa. Thả luôn cái chim nè. Quay cho nó chín, cái mật độ nó chín cho các bạn xem nè. Đây. À, thấy không? Chín nè. Chùm chùm luôn thấy không? Đó. Nó chín nè. Mùa này chín vậy là được rồi. Rồi. Nó vừa chín mà vừa ra hoa nữa các bạn. Hoa nè. Mà thấy hoa không? Đó. Cái này nó lạ chứ. Ở trên chín dưới ra hoa. Nè. Hoa nè các bạn. Đó. Mà thấy hoa không? Quá trời qua luôn đó. Rồi mình sẽ đặt cái cam này mình hái các bạn, đặt cái cam xong mình hái. Hơi xa chút nhưng mà mình hái để gần thì mình không có đó, mình hái nè, để rổ vô nè, chuốt nè, đó để rổ vô chuốt. Hái nó rớt tùm lum. Rồi mình thả luôn, chim ăn đi. Mình không có trùm lại nữa. Nó còn cũng một số. Chín này cũng 70% rồi các bạn. Còn 30% nữa thì thôi mình bỏ đi. Ép nó quá, nhiều khi chín nhiều quá cây xì. Để nó hùm hùm là chim là nó lụm liền. À. Cái này phải suốt chứ đâu có hái từ trái được, để cái rổ vô suốt đó, hằng hà giờ hái từ trái biết chừng nào cho xong đó. Các bạn thấy lạ không? Cái vườn nhà mình là cái nay tháng nay không biết là tháng 2 á, tháng 2 mà tháng 2 hai trong khoảng tháng 2 nhường nha, tháng hai đầu tiên á, tại năm nay 2 tháng 2 thành tháng 3 nay là 12 tháng 3 năm 2003 dương lịch. Rồi nói dương lịch đi. Cái clip này mình thực hiện là vậy đó, ngày mai mình đăng clip lên rồi coi như xong bỏ đi. Rồi, các bạn thấy nè, hái được nhiêu đây rồi các bạn. Tiếp đây cũng dài các bạn. Tạm dừng clip nha các bạn. Nói về nó ra bông nè, quay cho các bạn xem nè. Bông nó ra nè. Đó, ra bông nè. Bạn thấy ra bông chưa? Đó, bông nè. Bông nó đều quá luôn. Đó, bông quá trời bông luôn. Chi chít. Cây nào cũng có luôn, cây nào cũng có bông, cây này bông còn dữ hơn. Đất trên đất dưới hàng hà. Thấy bông không? Để cũng vậy nè các bạn. Nè. Qua bông thì chi chết luôn. Đấy các bạn, đó bông nè. Bông lớp bông lớp trái tùm lum luôn. Đậu trái nè. Đó. Bên này qua đậu. Đây các bạn. Rồi. Đây cũng vậy nè các bạn. Ra qua ra bông nè, đó các bạn thấy không? Đó. Rồi mình nè. Cái này cũng vậy nè, ra qua ra bông hàng hà luôn. Đó. Cái này cũng vậy nè các bạn, nè, ra qua nè. Nở tùm lum, cây này mình đang xử lý dần dần. Rồi kết thúc clip nha các bạn. Đây